Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp Chin và Kim Thu Jewelry nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866 TMN Insurance, xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đền bù thỏa đáng 714-741-2008 Thảo Yên Hoàng Trường Thủy trở lại với tất cả quý khách thính giả trong phần 1 quý vị đã nghe Thảo Yên từng trình về tin tức và điều này để cho thấy tại sao cụ Tổng thống Trump đóng có mấy trăm đồng bạc tiền thuế thôi và Elon Musk không đóng đồng bạc nào hết của công ty Tesla và nhiều vị chủ nhân khác nữa. Trong bản tin qua đó chúng ta mới thấy rằng luật của Hoa Kỳ cũng đơn giản lắm. Nếu quý vị không có lợi tức làm sao mình đóng nếu quý vị sống trên lợi tức đó của mình bằng tiền mượn quý vị đâu phải đóng đâu ông Jeff Bezos có cả trăm tỷ mỹ kim ông không lấy ra một đồng nào hết ông không lấy ra đồng nào hết thì đâu có bị capital gain capital gain là tiền thuế 15% đóng lên tiền lời mà quý vị bán cổ phiếu quý vị cổ phiếu hiện nay 100 đồng lời được 100 đồng quý vị lấy ra bán cổ phiếu đó quý vị lời 100 đồng thì quý vị đóng 15%. Đó là chuyện bình thường, đó là capital gain. Thế nhưng người giàu họ có một cái điểm mạnh khủng khiếp. Ai cũng muốn cho người giàu mượn hết thưa quý vị. Và biết bao nhiêu đại ngân hàng nói anh mượn đi tôi sẽ cho anh cái phân lời chỉ có 1% thôi. Chưa hết quý vị có biết đó là có những cái nguồn tiền mà quý vị tiêu càng xài bao nhiêu họ cho lại điểm trở lại nữa một điểm hai điểm gì đó với cái số tiền khổng lồ quý vị xài thế thì Jeff Bezos làm gì đi mượn tiền để sống living expense họ nói tất cả tiền mà những cái vị chủ nhân giàu có này sống đó là toàn là tiền mượn không họ đâu có cần bán bởi vì bán ra lỗ bán ra là bị đóng 15% đi mượn tiền đóng lại có một vài phần trăm thôi thế thì cứ suốt đời đi đi mượn chưa hết khi mà ông qua đời đó toàn bộ tài sản mà sang nhượng lại cho người khác vẫn như thế không đóng một đồng thuế nào cả mà đó là luật thuế của mỹ không không có làm gì khác hơn được nếu mà quý vị giàu có đủ quý vị nói công ty mà công ty đó là công những công ty này là những công ty của jeff bezos có lợi tức không không cần trả tôi lợi tức luôn Một năm á, lợi tức 40 triệu Mỹ Kim Mà khai W2 á. No đừng có khai w YouTube Trả lương bằng cổ phiếu <laughs> 40 triệu đô la Một năm thí dụ như vậy Chuyển nhượng sang cổ phiếu Bỏ vào cổ phiếu Ông không lấy một đồng nào hết Ông đâu có đóng thuế income tax Không có đóng thuế lợi tức Tôi có làm tiền ra đâu mà tôi phải đóng thuế lợi tức còn bây giờ tôi cần tiền để mua một chiếc xe, mua một cái máy bay, mượn, mà tiền mượn đó làm sao đóng thuế được? và đó là cái chi tiết đã dẫn đến cái tình trạng mà hiện nay à, họ đang điều tra. thế nhưng điều tra như thế nào, thưa quý vị, điều tra là ai dò dỉ cái hồ sơ thuế thôi, mà chúng ta cũng hơi à, thấy ngạc nhiên là cái việc mà dò dỉ cái hồ sơ thuế này vào thời điểm mà ông Biden lại muốn đóng thuế gia tăng thuế cho các đại công ty và kiểm soát lại cái hồ sơ thuế mới đây khối G7 bảy cường quốc trên thế giới đồng thuận với ý kiến của ông Biden đưa ra để đánh thuế vào các đại công ty Google, Facebook vân vân. Và các công ty này cũng tuyên bố họ đồng ý với cái việc đánh thuế như vậy bởi vì thấy là có cái sự công bằng. Cho nên thưa quý vị Người giàu thì họ có thể chỉ có giàu lên thôi, ngay cả vấn đề thuế nữa. Chỉ có những người nghèo như chúng ta. Khi mà quý vị đi làm W2, 1040, 1099, vân vân là đóng thuế chết luôn. À, trong khi đó, El Salvador, quốc gia đầu tiên trên thế giới ngày hôm nay tuyên bố họ sử dụng đồng Bitcoin làm tiền tệ trao đổi. El Salvador là một quốc gia thuộc hàng nghèo nhất trên thế giới chắc có lẽ vì thế họ muốn à, một cách nào đó giải à, tỏa những cái món nợ mà El Salvador phải mượn bằng cách sử dụng đồng bitcoin dựng lên đồng bitcoin à, và cái chuyện mà sử dụng đồng bitcoin là tiền tệ chính thức và cũng như đông tiền tệ để mọi người có thể trao đổi được đó thưa quý vị đã được ông tổng thống và kể cả quốc hội El Salvador hôm nay đồng ý và thi hành những nhà, nhà lập pháp của El Salvador tuyên bố và ngay cả người ủng hộ đó chúng ta cũng thắc mắc là ngay cả ngân hàng trung ương của El Salvador cũng đồng ý để đồng tiền này được trao đổi thế nhưng thực sự đó người ta không biết được trao đổi như thế nào. Bây giờ họ nói rằng nếu mà quý vị có đồng Bitcoin thì quý vị lấy cái đồng Bitcoin đó ra mà ai sẵn lòng để mà bán cho cái vị hàng hóa hoặc là nhà cửa mà đăng bằng đồng Bitcoin thì quý vị cứ tự do sử dụng đồng Bitcoin không có ai thắc mắc cả. Và chính phủ quý vị có thể đóng thuế cho chính phủ bằng đồng Bitcoin bởi vì đây là luật chính thức đã được thông qua ở El Salvador. Nếu quý vị dùng đồng Bitcoin để đóng mà có chứng minh được thì chính phủ sẽ nhận đồng Bitcoin đó trong những cái giao dịch giữa chính phủ và tư nhân, nhất là nhất là thuế hoặc là những cái nguồn đầu tư khác. Thí dụ như uh, chính phủ có một miếng đất mà quý vị không có đồng đô la. Quý vị có thể sử dụng đồng Bitcoin, chính phủ sẽ uh, dùng cái đồng Bitcoin đó để nhận vào trong những cái vụ đấu giá đất, đấu thầu những cái um, đầu tư của chính phủ El Salvador. À, thế nhưng đó là chuyện ở trong nước El Salvador. Thế nhưng El Salvador dùng đồng Bitcoin để trao đổi trả tiền cho Hoa Kỳ thì điều đó lại là một vấn đề khác. Chưa có một quốc gia nhà nào mà nhận đồng Bitcoin để trao đổi hàng hóa cả. Có khả năng là El Salvador vì uh, bộ luật này cho phép. Nếu như quốc gia nào đồng ý. À, trao đổi đồng bitcoin với El Salvador thì họ sẵn lòng để trao đổi còn nếu bình thường thì sử dụng đồng đô la à, nhiều người xem đây sự đồng bitcoin đó để né tránh sử dụng cái đồng đô la mà rất là khó mượn nếu như cái tín dụng của quốc gia đó tương tự như tín dụng của một người đang thiếu nợ nặng nề khi một quốc gia mà không có khả năng tăng trưởng thì cái điểm tín dụng sẽ do ngân hàng thế giới và các định chế tài chính định ra để xem cái người đó tức là cái quốc gia đó có khả năng mượn nợ bao nhiêu. Bây giờ El Salvador ngập đầu thâm hụt mọi thứ hết. Một hình thức họ muốn xóa nợ sử dụng đồng Bitcoin để không phải trả nợ. Thì đó là cái nhận định của các chuyên gia chứ còn cái đồng Bitcoin vẫn là tiền ảo thế giới ngay cả Trung Quốc nữa bây giờ bán hàng cho El Salvador cũng yêu cầu anh một là anh trả đồng nhân dân tệ hai là anh trả bằng đồng đô la. Vâng thưa quý vị quay về với những bản tin địa phương thì vào đầu tuần này đó một hệ thống bệnh viện hệ thống là bởi vì họ có rất là nhiều bệnh viện ở nhiều tiểu bang nhưng mà cái trụ sở thì là ở tại Houston cho biết là họ đã đình chỉ công tác cũng như là trong lúc đình chỉ này thì 178 nhân viên của bệnh viện này sẽ không có được trả lương cho đến khi nào mà những người nhân viên này chịu chích ngừa Covid thưa quý vị. Thì theo như cái bệnh viện có cái tên là Houston Methodist Hospital System đó họ cho biết là toàn cái hệ thống nghĩa là tất cả các bệnh bệnh viện của họ ở khắp nơi trên Hoa Kỳ đó à, có 285 người 285 người này không phải là 178 người mà bị hội đình chỉ là 285 nhân viên đa số là y tá thưa quý vị à, không bị đình chỉ là bởi vì họ có giấy chứng nhận thứ nhất là có thể bởi vì niềm tin tôn giáo thứ hai là lý do y tế à, và có khoảng 332 người khác là à, đang trong à, à, thai kỳ cho nên là không thể chích ngừa được. Còn riêng cái 178 người đó là họ nhất định họ không chịu chích, à, cho nên là mà phía bệnh viện này họ đã đưa ra cái email là họ nói nếu như không chích thì cuối cùng à, sau một khoảng thời gian mà à, bệnh viện cho để chờ đợi đó thì có thể là sẽ termination là đuổi luôn thưa quý vị. À, chính vì vậy, nhưng mà 117 người trong số 178 nhân viên này đó thì họ đã nộp đơn kiện vào hồi cuối tháng 5 với cái lý do là xâm à, phạm quyền tự do cá nhân thì lúc đầu cái đơn kiện là um, nộp cho phía tòa án của quận nhưng mà bây giờ đó cái vụ kiện này đã được đưa lên tòa án liên bang thưa quý vị à, bởi vì uh, có một số những cái đơn kiện nhỏ lẻ nữa ở tại tiểu bang Texas cũng liên quan đến cái việc là chỗ làm yêu cầu nhân viên phải chích ngừa mới quay được làm thì có thể xem đây là một cái vụ kiện lớn là liên quan đến cái chuyện này để xem xem là tòa án sẽ phán xử như thế nào Chính phủ Biden vừa ký sắc lệnh hành pháp của Tòa Bạch Ốc để lượng định lại những cái hồ sơ và dữ giữ kiện giữa các công ty Hoa Kỳ và người dân Hoa Kỳ đưa vào trong mạng TikTok thưa quý vị và WeChat cả hai app này đều đến từ Trung Quốc và dưới thời ông Trump thì ông đã có những cái sắc lệnh ngăn cấm các đại công ty của Hoa Kỳ làm ăn với TikTok và WeChat thông qua các dữ kiện mà uh, TikTok và WeChat thu lượng được. Um, sắc lệnh mới của ông Biden sẽ như thế nào và gây ảnh hưởng như thế nào? nhưng mà chúng tôi nhìn thấy đầu tiên thì không gây ảnh hưởng gì với người sử dụng tiktok wechat những trẻ em những người thiếu niên lên đó nghĩa là đưa lên những cái video này thì không có vấn đề gì nhưng mà nếu muốn quảng cáo muốn làm ăn với tiktok và wechat lại là một vấn đề khác mời quý vị theo dõi chi tiết ngay sau phần quảng cáo